Thưa quý vị, giấc ngủ có tầm quan trọng rất lớn đối với sức khỏe của mỗi con người. Đó là khoảng thời gian để cơ thể và hệ thần kinh trung ương được nghỉ ngơi, lấy lại sự cân bằng cần thiết trong hoạt động sinh lý và phục hồi tái tạo các chức năng của cơ thể. Không ít người mắc phải căn bệnh mất ngủ, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, và nếu như bệnh kéo dài có thể để lại nhiều hệ lụy sức khỏe không ngờ tới, thậm chí là tử vong. Tình trạng bệnh mất ngủ của bà Nguyễn Thị Lập đã kéo dài suốt 3 tháng sau khi phải nhập viện chữa bệnh cao huyết áp và tim mạch. Bà liên tục phải di chuyển tới bệnh viện Tâm thần Hà Nội thăm khám và kê đơn thuốc liều cao để kiểm soát tình trạng bệnh mất ngủ. Tình trạng khó ngủ về đêm kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của bệnh nhân. Uống thuốc thì ngủ được, nhưng mà hôm qua vẫn ngủ bình thường 3/8 viên, nhưng mà đúng hôm vẫn ngủ ngon lắm, nhưng hôm qua đêm qua tự dưng lại không ngủ được. Vẫn uống thuốc nhưng nó lại không ngủ được. Không ngủ được mệt mỏi, như hôm nào mà ví dụ như là 2 đêm liền mà không ngủ được thì người vẫn mệt nhoài ra, khó chịu lắm. Giảm sút sức khỏe mà trí nhớ của mình nó cũng giảm đi đấy, nó không có được như trước, nó hay quên. Mà sức khỏe thì là kiểu mình sáng dậy mệt mỏi lắm, không tinh thần, nó không được thoải mái. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất ngủ, trong đó có những tình trạng không có căn nguyên hoặc do ảnh hưởng tâm lý. Đối với tình trạng không có căn nguyên, bệnh nhân cần được điều trị bằng thuốc hoặc giải quyết vấn đề tâm lý nếu tình trạng bệnh đến từ ảnh hưởng của tâm lý. Về mất ngủ thì ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe bệnh nhân. Thì như chúng ta đã biết, thì cái giấc ngủ nó chiếm 1/3 thời gian, tổng thời gian cuộc đời của chúng ta. Vì vậy thì cái giấc ngủ nó rất là quan trọng. Người ta thì những bệnh nhân bình thường, những người bình thường thì không thể ngủ gọi là thức được quá một tuần. Và nếu như trên 10 ngày thì thường là dẫn đến tử vong. Đối với những bệnh nhân mà mất ngủ trên 3 ngày đến 7 ngày thì thường có một số rối loạn tâm thần kèm theo, như là sảng rồi lo lắng rồi nhiều vấn đề khác. Rối loạn giấc ngủ có rất nhiều thể bệnh, trong đó là mất ngủ, ngủ nhiều hoặc rối loạn nhịp giấc ngủ. Tuy nhiên, tình trạng mất ngủ ngày càng phổ biến ở mọi lứa tuổi, tỷ lệ người mắc phải lên đến 30-40%. Bệnh nhân có thể mất ngủ trong một giai đoạn ngắn hoặc mất ngủ mãn tính kéo dài, gây ảnh hưởng đến phục hồi chức năng của cơ thể.